Ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo, gồm Trần Quang Nam sinh năm 2001, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, và Trương Quy Thình sinh năm 2000, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện kế hoạch chuyên án triệt xóa, bắt quả tang các đối tượng trên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại bia lúp N68 trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an kiểm tra trên người của Nam và Thình thu giữ 401 viên nén cùng 3 bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Qua giám định thì số viên nén trên là chất ma túy có trọng lượng 205,5 gram loại MDMA và số tinh thể rắn là chất ma túy có trọng lượng 112 gram loại ketamin. Qua làm việc, Nam và Thình khai nhận cả hai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người thanh niên khác từ thành phố Hồ Chí Minh về Vĩnh Long với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, vừa tới nơi thì bị lực lượng công an bắt giữ. Xét thấy hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vận chuyển hàng cấm, gây tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nam 20 năm tù giam và Trương Quy Thình 17 năm tù giam cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.